Thưa quý vị, thưa các bạn, cây quế trong vài năm trở lại đây đã mang lại giá trị kinh tế lớn đối với người dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Ngoài những sản phẩm như vỏ quế khô, tinh dầu quế, việc tận dụng những vật liệu từ cây quế, các nghệ nhân cũng đã chế tác ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc đáo, đang dần khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Cây quế Việt Nam nói chung và cây quế ở vùng đất Văn Yên, Yên Bái nói riêng đã trở thành một thương hiệu rất nổi tiếng. Là vùng quế lớn nhất nước với diện tích lên tới 40.000 ha, huyện Văn Yên mỗi năm xuất ra thị trường trên 7.000 tấn vỏ quế khô, trên 60.000 mét khối gỗ quế, khoảng 300 tấn tinh dầu quế, cùng với các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây quế đã và đang mang lại thu nhập đáng kể cho người dân. Các sản phẩm được sản xuất từ cây quế ngày càng khẳng định được chỗ đứng trên thị trường trong và ngoài nước. Sản phẩm của hợp tác xã quế chúng tôi thì chủ yếu là tiêu thụ của ở trong nước, các tỉnh trong nước, và cũng đã có sản phẩm được xuất khẩu ra nước ngoài. Đấy, ví dụ như các cái loại hộp quà quế kia là cũng đã được mang đi các nước đấy để làm quà. Các cái sản phẩm về quế thì cũng đã được hai cái chứng nhận giải nhất về các cái sản phẩm về tinh dầu quế và các cái sản phẩm về thủ công mỹ nghệ về quế do Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công Thương đã công nhận và cấp giấy chứng nhận được hai cái giải nhất. Để tận dụng triệt để những giá trị mà cây quế mang lại, những người thợ thủ công mỹ nghệ nơi đây đã tìm tòi, học hỏi và chế tác ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm đa dạng và độc đáo từ những vật dụng đơn giản như ống tăm, điếu cày, bộ ấm chén, chai đựng rượu v.v. đến những sản phẩm đòi hỏi sự tinh vi của những người thợ tay nghề cao như đồng hồ, khung tranh ảnh, đèn ngủ. Cái nguồn nguyên liệu để làm ra các cái sản phẩm về quế này là chủ yếu là ở tại địa phương, trong huyện. Tức là mình nhập ở của các gia đình ở các xã xung quanh lân cận khu vực huyện Văn Yên, chủ yếu là ví dụ như là Đại Sơn, Viễn Sơn, Mỏ Vàng, thế rồi là Xuân Ái, Yên Hợp, đấy, thế rồi là Châu Quế Hạ, Quế Thượng, nói chung là các cái xã ở trong huyện. Trong cái thời gian tới thì cái hướng phát triển của hợp tác xã chủ yếu là vẫn sản xuất ra các đồ thủ công mỹ nghệ về quế, thế rồi là các cái sản phẩm từ vỏ quế để cung cấp cho cái nhu cầu sử dụng ở trong nước cũng như là có thể là xuất khẩu ra nước ngoài. Các cái sản phẩm về quế như là tranh quế hoặc là các cái đồ thủ công về quế như điếu quế, ống tăm quế, rồi lọ lục bình, lọ hoa hay là bộ ấm chén về vỏ quế. Với việc tăng cường khai thác, chế biến, liên doanh liên kết, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, cây quế giờ không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo mà còn là cây trồng chủ lực trong tập đoàn cây trồng của huyện Văn Yên, Yên Bái, làm nên giá trị thương hiệu của quê hương vùng quế.